Ai nhô, tôi bị đau bụng, các anh đi vào trước đi. Vừa vặn gần đây có tiệm hoa, có thể thuận tiện thực hiện nguyện vọng của Thẩm Mặc Khanh. Ta tỷ mỉm cười, thương thế khó liệu. Ta tỷ là muốn bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ thiên sứ bảo vệ rồi sao? Thật chờ mong. 10 phút sau, Tạ Thất Ngư mặc một bộ trang phục ếch xanh đứng ở cửa siêu thị. Tay nâng một bó hoa tươi. Thiên sứ bảo vệ phải âm thầm bảo vệ đối phương. Cô mặc vào trang phục con ếch tặng hoa cho Thẩm Mặc Khanh, của thực hoàn mỹ. Khi Thẩm Mặc Khanh mua đồ xong đi ra, chính là nhìn thấy cảnh kinh điển con rối ếch xanh và con rối sát thủ đánh nhau thành một khối. Sát thủ tay gấu xuất kích, mèo rơi xuống đất gió lốc đá, ếch xanh liềm đào quét đất, quả đen đi máy bay. Tôi thật chết cười rồi. Kế bên này có một cửa hàng trà sữa, nhân viên cửa hàng thường xuyên mặc trang phục ếch xanh mời chào khách hàng. Một quán cà phê khác thì mặc trang phục sát thủ. Hiện tại mọi người đều tưởng rằng Tạ tỷ chính là nhân viên cửa hàng trà sữa. Nhân viên hai bên đều không làm việc nữa, đều lao ra góp phần trợ uy cho con rối nhà mình. Thẩm Mặc Khanh lấy điện thoại ra, đặt lần lượt 100 đồ uống từ hai bên cửa hàng. Quả nhiên, một giây sau nhân viên cửa hàng hai bên liền xông về làm việc. Tạ Thất Ngư cởi bộ đồ ếch xanh ra ngồi nguyên tại chỗ, toàn bộ rút kiếm tứ phương tâm mờ mịt. Tạ lão sư, cô vẫn ổn chứ? Tạ Thất Ngư quay đầu lấy ra một bông hoa nhỏ. Vừa rồi trong quá trình đánh nhau hoa tươi đều bị đập nát hết rồi. Cô thật vất vả mới bảo vệ được một bông hoa nhỏ này. Tặng anh, tôi rất thích. Tôi tưởng rằng đời này cũng không thể nhìn thấy cảm giác CP ở trên người Tạ tỷ. Nhưng giờ khắc này tôi thật khuất phục rồi. Cứu mạng, đây là tràng diện hai bên lao tới thần cấp. Ngư đạo diễn, tôi tuyên bố ông thành công rồi. Tôi thừa nhận đây là một show hẹn hò. Bọn họ nhất định phải hạnh phúc. Tạ Thất Ngư cùng Thẩm Mặc Khanh từ siêu thị mua đồ xong trở về. Tiêu Cảnh Tích lại xông tới. Tạ Thất Ngư, đây là của mơ và trà ô long, hẳn là cô sẽ thích. Tạ lão sư, hay là ăn khoai tây chiên và coca của tôi đi. Go go go, nhìn có vẻ đều rất là ngon. Thực phẩm dầu mỡ và đồ uống carbon exit dễ gây béo phì nhất. Xưa nay cô ấy không thích những thứ này. Vậy sao? Tiêu Ảnh Đế hiểu rõ như vậy à? Tôi đoán đấy, nữ minh tinh đều phải khống chế ẩm thực. Tôi đoán cô ấy cũng thế. Vậy anh đoán sai rồi. Tiêu Cảnh Tích quay đầu nhìn về phía Tạ Thất Ngư, chỉ thấy Tạ Thất Ngư đã đem một bịch khoai tây chiên chén xong rồi. Mắt thấy coca cũng đã sắp uống xong rồi. Ngon thật, lão Thẩm, lại đến một phần. Được thôi. Thẩm Mặc Khanh lấy ra một túi đồ ăn vặt và đồ uống, tất cả đều là thứ Tạ Thất Ngư thích ăn. Gua gua gua, mặc dù không biết hai người này ai mới là thiên sứ bảo vệ của mình, nhưng nguyện vọng được thực hiện cảm giác thật tuyệt. Không cần làm việc còn có đồ ăn vặt ăn. Đây không phải chính là không làm mà hưởng sao? Sau khi dựng xong doanh địa, mọi người dựng bếp nướng lên, lấy ra nguyên liệu nấu ăn mua ở siêu thị, chính thức bắt đầu cắm trại. Tôi sẽ làm người nướng chính. Tạ lão sư, từ bỏ nấu ăn đi, cô quên thảm trạng trúng độc nấm lần trước rồi sao? Những người khác đều là bị chấn động. Đoạn cảnh tượng trúng độc nấm đáng sợ kia treo ở trên hát sớt 3 ngày. Là nỗi đau bọn họ không muốn nhắc lại. Vẫn là đổi cho người khác làm đi. Ai làm? Khâu Thừa Diệp đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Cảnh Tích và Hứa Sương Nhung. Nơi này chưa từng biểu hiện ra tài nấu ăn chính là hai bọn họ. Bốn người khác nấu ăn dở tệ mọi người đều biết. Cũng chỉ có thể mở một hộp mù từ hai người bọn họ thôi. Để tôi làm. Tiêu Cảnh Tích động tác trôi chảy lại tào nhã. Lật nướng, phết dầu, giải gia vị lên. Một mạch mà thành. Thì ra anh biết nấu cơm sao? Chúng tôi trước đó hợp tác bộ phim kia. Nhân vật nam chính có cảnh thể hiện tài nấu nướng. Cảnh Tích đặc biệt đi học một khoảng thời gian. Tạ Thất Ngư lại đột nhiên đem ghế lùi về sau một chút. Thẩm Mặc Khanh cũng ăn ý đi theo cước bộ. 3, 2, 1. Lửa bên trong lò nướng đột nhiên vọt ra, hiện trường loạn cả một đoàn. Tạ lão sư, cái này không dễ đoán nha. Anh liền cảm ơn tôi đi. Tiêu Cảnh Tích tên đàn ông thích làm màu, so với nấu ăn, hắn càng muốn học tập tư thế nấu cơm nhìn ra vẻ xoài khí nhất. Cũng chính là cái gọi là chủ nghĩa hình thức. Cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể để Hứa Sương Nhung tới đảm nhiệm chủ bếp. So với 5 người còn lại, thủ pháp của cô đúng là xem ra đáng tin nhất. Lửa nhỏ nướng chậm không dễ dàng phạm sai lầm, chỉ là phải chờ lâu một chút. Có thể ăn được là được, cô xem ra rất nhuần nhuyễn. Bình thường có thói quen nấu cơm sao? Tự mình ở trong căn phòng đi thuê, nấu cơm so với gọi giao hàng rẻ hơn một chút. Ở trong lúc chờ đợi đồ nướng, tổ đạo diễn cũng không có nhàn rỗi, sắp xếp cho họ một phần kiểm tra. Trong yêu đương EQ rất quan trọng, để khảo nghiệm EQ của mọi người, tôi cố ý chuẩn bị một đạo đề mục. Người mà bạn thầm thích đã đăng một trạng thái, nói rằng trên đường đến bệnh viện đã gặp người yêu cũ. Nếu như là bạn, lúc này bạn sẽ trả lời thế nào? Đương nhiên là hỏi xem đã nói gì với người yêu cũ. Tốt nhất là không nói gì. Tôi không thích những người phụ nữ vẫn dây dưa với người yêu cũ. Câu trả lời không điểm hoàn mỹ. Vị kế tiếp. Tôi cảm thấy so với người yêu cũ, bệnh viện mới là trọng điểm. Đi bệnh viện là bởi vì bị bệnh hay sao? Đã bị bệnh gì? Tôi sẽ quan tâm những thứ này hơn. Sương Nhung, cô rất thiện lương. Đây là thiện lương sao? Tôi chỉ biết là, đối với người tôi thích, bất cứ lúc nào tôi đều sẽ quan tâm an nguy của người ấy hơn. Tôi lại có câu trả lời khác. Vậy cô nói xem. Đầu tiên đạo đề này có hai cái hố.
Một là thông qua người yêu cũ để phân tán sự chú ý của bạn, để bạn quên đi chuyện người đó đi bệnh viện. Cho nên chúng ta phải đem trọng điểm đặt ở trên bệnh viện. Đi bệnh viện nói rõ khẳng định là đã bị bệnh. Vậy thì cái hồ thứ hai liền tới rồi. Có khả năng người đó không khám bệnh cho mình, mà là đi thăm hỏi người nhà bị bệnh. Lúc này cũng cần xem xét khả năng người trong gia đình người ấy bị bệnh. Nghe đến đó, Ngư đạo diễn đều kinh ngạc. Đây là phương diện ngay cả mình đều không cần nhắc đến. Tạ Thất Ngư xác thực rất tỉ mỉ. Góc độ này của thật rất khéo léo. Mợ nó, EQ của ta tỷ thế mà cao như vậy sao? Ngư bức, tôi tưởng rằng câu trả lời của Hứa Sương Nhung đã là mắc điểm rồi. Thật không ngờ lợi hại hơn lại ở chỗ này. Cho nên câu trả lời chính xác chính là hỏi người đó, anh có bệnh hay là mẹ anh có bệnh? Thẩm Mặc Khanh rất bình tĩnh. Hứa Sương Nhung ánh mắt khó lường. Khâu Thừa Diệp một ngụm nước phun ra ngoài. Lão Tạ, cô thật có chút không giải thích được. Tôi tắc máu não 10 năm đều nghĩ không ra câu trả lời ngư bức như vậy. Tạ tỷ có chút EQ nhưng không nhiều.